cái này nhiều bọc ni lông quá à bay ơi. Ê, tụi bay đang làm cái giống gì vậy? Tụi bay biết là tụi bay dục bọc ni lông xuống dưới rồi dơ lắm không? Bay nhìn xong chưa đủ dơ hả? Tụi bay biết bọc ni lông biết nhiêu năm nó mới phân hủy được không? Tới 500 năm nó mới phân hủy được đó. Sao tụi bay không bỏ thùng rác thì dục dưới gì vậy? Tụi mình sẽ làm sạch dòng sông này để giữ gìn môi trường. Tụi mình còn nhỏ làm việc này được không ta? Tụi nhỏ làm việc nhỏ dọn sạch sông quê của mình. Đúng rồi đó. Mấy anh chị giỏi quá. Mấy bạn ơi, mình đã chuẩn bị đồ xong rồi. Cái cây này để cho mình thiều bọc ni lông á, gần gần mình móc nè. Còn hai cái này là để tụi mình đựng bọc. Còn cây này cái nào á sao á, mình thiều vô lấy cái này mình móc. Rồi giờ tụi mình sẽ đi xuống xuồng, tụi mình đi nha. Bọc ni lông nào cho tụi mình sẽ lụm. Bây giờ tụi mình đi lụm rác với lụm bọc mi lông chứ mấy sông nha bạn. Mạnh lên, cố lên, mạnh lên, mạnh lên nữa. Nè, bỏ vô cái sọt thì mình chuẩn bị đi. Ê nè. Trời ơi, ghê quá vậy. Lụm rác. Ê luôn cây ơi. Cái sông này nhiều rác quá các bạn ơi. Nếu mọi người có xem được video clip này thì mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường chung với tụi mình nha. Các bạn ơi, mình lụm được cái bọc ni lông nè các bạn. Dân ơi, đưa cho Chiên cái sọt đi thôi. Cái bao này nè các bạn. Bọc đâu? Bọc kìa. Nhóc nó luôn. Đây, mình cho cái bọc nha các bạn. Dơ quá. Có cái bọc nữa nha các bạn. Ơi, Phan còn cái bọc. Đây một cái bọc nữa. Kệ bạn, quà giúp một nữa. Một cái bọc nữa đi các bạn. Cái bọc nè. Hử, cái bọc nè. Nếu mọi người bỏ rác vào sầu rác trên sông sẽ không còn rác nữa. Vậy thì chúng ta hãy nên bỏ rác vào sầu rác nha mọi người. Các bạn, mình sẽ lượm cái bọc ở trong này nè các bạn. Đầy luôn. Giờ quá giờ luôn. Ủa, nghe bớt rồi mình. Bỏ vào cái túi của thì mình chuẩn bị sẵn rồi mọi người. Cái này bóc tay luôn, khỏi dùng cây cũng được nha mấy bạn. Tụi mình còn nhỏ, làm việc nhỏ để góp sức bảo vệ môi trường. Đây, nè, cắm. Rồi, lên 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 tiếp rồi. Vô, dưới chạy. Nước nè. Chạy vô đi. Nước phải vô. Đi ra hòa đi ra. Nước gì vô nhiều quá. Các bạn thấy không, chỉ còn một người xã là nguyên dòng sông là bị ô nhiễm môi trường hết rồi. Mình mong các bạn không xả rác dưới sông nha. Mình sẽ bơi qua bên đó để mình vớt rác. Sẽ móc cái bọc. Ngồi đi. Ủa, này Vinh. Ủa nha. Em xuống đi. Rồi. Cây dầm cũng có lợi thế lắm các bạn. Kệ mấy đứa đẳng bọc nhóc kìa mấy con. Đưa 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 cái bọc, cái bọc. Đây. Cái bọc nè. Bọc kìa đứa đấy. Nè móc đi như thiệt. Công nhận sông này nhiều rác thiệt. Nếu mà tụi mình không lụm như thế này thì nữa nó thành núi luôn. Người ta sử dụng xong rồi người ta dục xuống sông không à. Sau này tụi mình không xả rác nữa.
Tụi mình làm như thế này là để tụi mình tiên phong làm trước, để mọi người coi được clip này rồi mọi người sẽ làm theo tụi mình. Chắc chắn qua hôm nay mọi người sẽ chung tay giữ gìn môi trường. Nhưng trước tiên mình phải dọn sạch rác ở đây chút đã. Rồi vô lên đây. Nhanh. Cố lên. Hay quá vậy nè, cố lên vậy nè. Chịu đó ra. Được chưa, còn không? Rồi, còn tiếp đi. Còn lấy cây dục. Rồi. Tại ai cũng đã gì mấy. Đây. Cái đây nha bạn, mình lượm được cái bọc rồi. Quay bạn nhớ ăn xong bỏ vào sọt rác nha bạn, đừng có quăng nó xuống lung tung bừa bãi nha bạn. Hết chưa video? Dạ chưa. Chưa. Đây lượm được cũng được, nãy giờ bác bảy mình với ông Hoài lượm được cũng được kha khá nè mấy bạn. Các bạn ơi, có nhiều người người ta không biết tác hại của bệnh ni lông á các bạn, cho nên là người ta hay dùng thuốc sâu nhiều nè các bạn. Có dùng đồ chơi nữa nè các bạn. Quá bận luôn. Bận quá. Nè các bạn ơi, lượm đi kìa Trang. Dính lượm, hay quá. Đây là các bạn, người ta lột vỏ chàm xong người ta cũng dục với xong nữa nè. Chính đáng rồi. Bự không? Kìa Vinh quà, mấy ghét đó xa lắm. Có nhiều ghét ở xa mình dám không tới, mình xuống mình gọi xuống mình lấy nha các bạn. Đâu gác đâu đây các bạn, mình lượm được miếng gác nha. Ý có cái gì nha, ở đây còn kìa vỏ xúc xích kìa. Quà đây các bạn, mình lượm được vỏ. Vinh bơi lại vớt miếng cái bọc màu xanh nha các bạn. Cố lên đầu chó ơi. Vinh ơi, cố lên. Vinh bơi hay quá. Vinh với Hoài biết bơi hết trơn nha các bạn. Team mình ai cũng biết bơi hết trơn cho nên Vinh xuồng rất là an tâm. Kìa Hoài còn miếng bọc đắng kìa Hoài. Vinh nhảy xuống vớt cái nữa đi Vinh. Đúng rồi. Ở đâu quá. Ở biết quà nó mập bờ bơi, nó mập nó mới bơi vớt được có miếng mỏng đi lên bờ rồi kìa. Vớt. Rồi. Chỗ này tụi mình lượm gần hết gác luôn các bạn. Rồi giờ tụi mình sẽ đi kiếm gác lượm tiếp. Cái nào là cái gác bỏ đi qua trong chân.
Ủa giống mày đi khỏe. Ủa không ai ngồi chỗ tôi cho có mình à. Mày ngồi yên đó luôn. Lá cây đi bác phải. Lá cây mà lụm chi em. Quá trời lá buông các bạn ơi. Lụm. Lụm được cái này nha các bạn. Có lồng sữa kìa. Đây, 1, 2, 3. Đó, Diệu Hiền lụm lon sữa rồi bạn. Ê, còn cái này nữa nè. Nhét, bỏ vô bọc đi cưng. Ừ, qua bên đó có cái vỏ bánh ấy kìa, Diệu Hiền. Có tay kìa. Ồ, rồi bỏ vô ấy đi. Để trên đó có hộp cơm rồi quay hộp cơm kìa. Đằng đó có hộp cơm kìa các bạn, mình sẽ bơi tới đó mình vớt nha. Ồ. Bơi lại xíu chay như Vinh vớt nha. Nói nha các bạn, Diệu Hiền lượm được bịch sữa các bạn. Còn Vinh ơi. Chưa bé ơi, chút nữa. Chút nữa. Vinh sao? Rồi lượm. Tới không? Kìa Trang. Nó. Bỏ vô sọt. Kìa Vinh. Nhỏ kìa. Về vô. Tao tới rồi. Ghê vô. Ủa, ghê vô. Ghê luôn. Bơi vô bờ nha bạn, ghe vô rồi. Ghe này cũng hơi bị gậy. Kìa, đứa nào nắm cái cây. Nè các bạn, tim mình phải đắp vô. Quay mấy đứa thủ thế đúng kìa. Đây là vàng Vinh Hùng Ngậu. Đó, một thằng. Hai đứa. Mạnh lên, đu lên. Ừ. Ôm sát vô nha. Con bà mắc cử rồi. Mạnh lên nha. Mình đồng mạnh lắm mày. Không lại anh mất luôn. Nè bạn ghe nè. Ghe rất là to. Bà to. Bự không mấy bạn? Bảy lụm. Quà lụm cái bọc mấy bạn. Nãy giờ tụi mình lượm cũng nhiều gác các bạn. Cái sông của tụi mình thấy là cũng sạch rồi đó. Bây giờ tụi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Nếu các bạn thích video này hãy nhấn đăng ký kênh cho tụi mình một like để tụi mình có thêm động lực ra thêm nhiều video clip mới. Rồi đừng quên là chung tay bảo vệ môi trường tụi mình nha. Bye.